Đây là tác phẩm mà tất cả những người ngưỡng mộ đạo Phật đều mong muốn được treo ở trong nhà. Đây là tác phẩm Mẹ Quan Âm được chúng tôi chế tác trên phôi gỗ gõ đỏ lâu năm và đã để rất là khô. Với hình tượng Mẹ Quan Âm, tay phải đang bắt ấn có tên là Karana Mudra, có nghĩa là lìa xa ác nghiệp thủ ấn, và một tay đang nâng những bông hoa sen cùng với ánh mắt nhìn xuống thiền từ, với một cái khóe miệng đang nở nụ cười như là muốn thương cảm, muốn cứu rỗi tất cả chúng sinh đang trôi lạc trong biển khổ. Và khi nhìn thật sâu vào tác phẩm này, chúng ta cảm nhận được một cái sự bình an, dịu dàng của Đức Phật Quán Thế Âm tỏa ra trên từng cái nét đục của sừng tranh gỗ Bù Gia. Và từng cái đường nét đều thể hiện cái sự mềm mại, tinh xảo và truyền được cái thần của người ở trên từng cái búi tóc, ánh mắt, khóe miệng hay là những cái gân tay. Và đây chắc chắn là tác phẩm không thể thiếu với những người yêu mến và ngưỡng mộ vị Đại Bồ Tát bậc nhất của nền Phật giáo này.